Fan TV kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một số câu chuyện rất là khó tin về những tiệm buôn bán quan tài mà ít người biết đến. Đó chính là nếu cứ hễ ế khách là họ lại thuê người sống ra làm ma và nằm trong quan tài để câu những hồn ma mới giúp cho công việc làm ăn buôn bán quan tài thêm đắt khách. Có lẽ ít ai biết rằng việc nằm trong quan tài cũng được xem là một nghề vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên cái nghề này lại không dành cho những người yếu tim. Thực hư vụ việc này ra sao? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Được biết đến là một trong những nghĩa trang lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu Bình Hưng Hòa là nơi an nghỉ thiên thu của hàng ngàn người. Ăn theo nghĩa trang này có hàng chục trại hòm, các tiệm bán quan tài ở các đường Tân Kỳ, Tân Quý, Gò Dầu đều làm ăn vô cùng thịnh vượng. Thế nhưng gần đây, Bình Hưng Hòa ngày càng trở nên chật hẹp và ô nhiễm, nên chính quyền thành phố đã tạm dừng việc an táng để chuyển ra những nơi khác xa hơn. Nghiệp kinh doanh giữa đường đứt gánh, những chủ trại hòm ở đây đang nghĩ ra một chiêu độc làm ăn để khuyến khích số người sử dụng các sản phẩm của mình. Bằng cách thuê người sống giả làm thây ma, nằm ngủ qua đêm trong quan tài, không hiểu do đâu mà những chủ trại hòm này tin rằng khi có người nằm thử thì quan tài đó ắt sẽ có người tới và rước đi. Có lẽ trong chúng ta, bất cứ ai mỗi khi nghe nói, nhìn thấy những chiếc quan tài sơn màu đỏ loe loét cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, không muốn đến gần. Thế nhưng vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, nhiều người đã phải cắn răng nằm trong quan tài mỗi đêm chỉ để kiếm vài trăm ngàn đồng. Thậm chí nếu có hiệu quả thì chủ có thể thưởng thêm dù chỉ là mấy tấm gỗ vô tri vô giác. Nhưng có lẽ nếu không phải là những người có một tinh thần thép thì sẽ không bao giờ đủ can đảm nằm trong những cô áo quan lạnh toát, vô hồn cho những người khác đóng nắp lại. Khi nghe lại lời kể của những người đã từng giả làm thây ma về cảm giác và suy nghĩ những gì đã diễn ra ở trong cỗ quan tài ấy, một điều mà tưởng như chỉ những thây ma mới biết được mà thôi. Anh Trịnh Văn Sinh, quê gốc ở vùng Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, nhưng hiện đã tạm trú tại đường Mã Lò, quận Tân Phú, một người chuyên thổi kèn cho các đám tang đã tâm sự. Tôi bắt đầu làm thêm công việc giả thây ma được hơn một năm nay. Mỗi đêm cứ khoảng 0 giờ đêm là tôi lại chui vào quan tài để nằm. Chủ của tiệm đậy áo nắp áo quan làm mấy công việc cơ bản khi hành lễ nhập quan là thắp hương, cúng bát cơm trắng, quả trứng luộc rồi tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại một mình tôi cũng nằm im không cựa gì như người đã mất. Thú thực là mấy lần đầu dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn thấy rất sợ. Một cảm giác hãi hùng không biết sao cứ xâm chiếm mọi giác quan và khiến cho toàn thân tôi lạnh toát. Bao nhiêu suy nghĩ ám ảnh cả cuộc đời mình cứ hiện lên rõ mồn một. Vì là người làm nghề đám ma nên tôi đã từng chứng kiến vô vàn những sinh ly tử biệt. Bao nhiêu sự ra đi thương tâm của người đời cũng không làm cho tôi sợ hãi bằng việc phải đối mặt với cái thây ma của chính mình nằm trong quan tài. Tuy nhiên chỉ vì sinh kế, tôi cũng không còn cách nào khác. Theo anh Sinh thì cứ sau mỗi đêm giả thây ma, anh thấy đầu óc mình cứ vảng vất, toàn thân thì mỏi nhừ, quan tài thì chật không cử động được, lại thêm cái giấc ngủ chập chờn nên rất háo sức. Người ta bảo ra đi là một giấc ngủ dài quả không sai, nằm trong cái hòm tôi thấy đêm nào cũng dài lê thê. Cũng theo lời anh thì nếu không phải là người có tinh thần vững vàng thì có lẽ sẽ bỏ mạng thật trong cái quan tài luôn vì sợ chứ chẳng chơi như câu chuyện của anh Đức. Một người mới vào nghề được một chủ đại hòm bên đường Trường Chinh, quận 12 thuê nằm vào quan tài vì tiệm này đến cả tháng nay vẫn chưa xuất kho được cái nào. Khi chủ tiệm mới đậy nắp và đang làm lễ nhập quan thì anh ta đã vung cái nắp áo quan rồi chạy ra ngoài la hét điên cuồng như người bị tâm thần vậy. Mãi về sau này khi thấy nhiều đồng nghiệp nằm mà không vấn đề gì thì anh ta mới dám rón rén nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, dù đã có mấy năm nằm thử cái du thuyền về nơi thiên cổ, nhưng cứ sau mỗi đêm làm nghề thì anh Đức lại mặt mày hốc hác, xanh xao và tiêu tụy. Anh Đức bảo rằng suốt đêm ngày hôm ấy, anh ấy không hề chợp mắt được chút nào. Theo tìm hiểu thì hiện nay, quanh khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa chỉ còn khoảng gần 10 trại hòm đang hoạt động. Phần lớn đều đã chuyển qua người khác vì mất đi lợi thế kinh doanh và những người chủ duy trì hoạt động này vẫn thường xuyên phải thuê những người bình thường nằm giả thây ma để lấy hên. Giải thích về điều này, anh Sinh cười bảo, khoảng 3-4 năm trước, lúc ngồi uống cà phê thì một chủ cơ sở mai táng ở đường Gò Dầu than vãn, dạo này ế quá, chẳng có ma nào chịu chui vô quan tài nằm, nên cứ kéo dài mãi thế này thì chỉ có nước sập tiệm thôi. Thấy vậy, một người bạn đã cười và bảo, nếu không ai tự động chui vào thì mình thuê người chui vào, biết đâu nhờ thế mà ăn nên làm ra. Nghe hay nên thử, ai ngờ sau khi thuê một người vào nằm giả người đã khuất một đêm, mà cái tháng đó mấy bộ quan tài phủ đầy bụi đều đã có chủ mới. Cũng từ đó, những tiệm buôn bán quan tài hễ ế khách là họ lại thuê người sống giả làm thây ma nằm trong quan tài để câu những hồn ma tiếp theo.
anh Nguyễn Hữu Khuân, quê ở Đồng Nai, một người làm nghề giả thây ma, người đã khuất, đã cười tếu táo và kể rằng cách nghề giả thây ma này ngẫm lại có nhiều cái hay. Chỉ những ai từng nằm trong áo quan và suy nghĩ về ranh giới sinh tử mới thấy thêm yêu quý cuộc sống này. Thú thực, những giấc mơ khi ngủ ở trong quan tài cũng khác những giấc mơ khi ngủ trên giường rất nhiều. Nó thường hãi hùng kinh hoàng và đầy khiếp sợ. Nằm trong quan tài, tôi thường nghĩ về những khuôn mặt của người đã khuất mà mình đã từng biết. Khuân là chuyên gia trang điểm cho những thây ma trước khi họ về thế giới bên kia. Khuân bảo rằng mỗi người đã khuất núi trên mặt đều biểu hiện những nét kinh hoàng tột cùng, bởi đơn giản, trong giây phút đối mặt với tử thần, có ai mà không khiếp sợ bao giờ. Thế nên, nghề của Khuân là trang điểm lại, xóa đi những nét khiếp đảm đó. Làm nghề này đã lâu năm, nên việc thấy mặt thây ma với Khuân cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên, Khuân bảo khi nằm trong quan tài thử làm thây ma, không hiểu sao anh lại có cảm giác kinh hãi tột cùng như vậy. Anh nói rằng anh không thích nghề này, nhưng bởi bản thân bị tai nạn giao thông nên sức khỏe giảm sút trầm trọng. Ngoài việc nằm thử, anh không còn một con đường nào khác để mỗi tháng có thể kiếm được khoảng 2 triệu nuôi gia đình. Theo anh Khuân thì cái nghề quái đản này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bởi cũng có người đã từng mất thật khi nằm trong này. Đó chính là trường hợp của ông Đặng Văn Điền ở Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những bậc sư phụ của Khuân. Anh Khuân kể, ông Biên vốn khỏe mạnh, nhưng cuối tháng trước lại bỗng nhiên đổ bệnh hiểm nghèo rồi lăn đùng ra mất mạng. Đưa đám ông, nhiều anh em trong nghề cứ bảo tại ông giả người mất nhiều quá nên đã bị đi luôn. Bị thần nổi giận bắt đi rồi, cái nghề tâm linh không giỡn được đâu chú ạ. Cũng theo lời anh thì mấy chủ trại hòm, chủ tiệm dịch vụ mai táng khi hay tin ông Điền bỏ mạng thì cứ tiếc hủi hụi. Bởi chẳng biết vía chú ra làm sao mà chỉ cần chú nằm trong quan tài có một đêm, cái tiệm đó thời gian sau cứ bán hàng ào ào. Sau sự việc, đồng nghiệp trong nghề bị bỏ mạng thật. Mỗi đêm trước khi bước vào áo quan, Khuân từng có thói quen là thắp nhang cúng vái chính bản thân mình. Anh bảo rằng làm thế để phù hộ cho mình. Bởi khi bước vào áo quan, dù thật hay giả, cũng đều là người đã khuất. Lúc ấy thì hồn mình sẽ phiêu diêu tứ tán, cứ khấn trước cho nó lành. Cái nghề này nguy hiểm đến tính mạng nên cứ cương cữ vậy cho chắc ăn. Trong căn nhà cổ gần 100 năm tuổi ở xứ Cù Lao, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hơn 50 năm qua vẫn lưu giữ xác của một người thân đã mất. Điều đáng nói, đến nay đã nửa thế kỷ nhưng xác vẫn còn nguyên vẹn. Theo chủ nhân của ngôi nhà, bà Trần Thị Nguyện, 55 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, gia đình nhà chồng bà có 4 người con. Người nằm trong quan tài này là con thứ 3, không may bị bệnh đã qua đời từ năm 17 tuổi. Tuy còn nhỏ, nhưng tư chất anh ba rất thông minh, nên khi mất gia đình rất buồn, rồi cũng đem chôn xác như những nhà khác vẫn làm. Nhưng thương con quá, cha chồng bà Nguyện lại đào xác lên và để vào quan tài này cho tới bây giờ. Anh ba mất năm 1968, hồi đó cũng tẩm liệm chôn dưới đất 9 ngày. Trong khoảng thời gian đó, ba tôi nằm mơ thấy anh ba báo mộng, bảo đem xác lên để anh sống lại. Khi ấy, ba không tin, nhưng nhiều ngày ông đều thấy cùng một giấc mơ như vậy. Rồi những người đem xác hạ huyệt cũng được báo mộng như thế, nên họ đến nói với cha tôi. Sau đó, ông đi trình chính quyền địa phương rồi quật mổ lên, bà Nguyện kể. Cũng theo bà Nguyện, khi mới đào lên xác vẫn bình thường như người đang ngủ. Mặc dù không còn thở nữa, lúc này mẹ chồng bà Nguyện mới tắm rửa xác của con trai thì phát hiện trên miệng và tay có vết kiến đục nên bà đã lấy thuốc sức. Lạ thay, hai vết thương này lại lành giống như người còn sống. Thấy lạ nên nhiều nhà khoa học ở nước ngoài có tìm tới đây để làm thí nghiệm nhưng không được. Sau đó ba má tôi mới đem anh ba vô quan tài này. Ngày qua ngày, xác anh ba chỉ khô đi chứ không thối rữa, mà gia đình tôi không ướp xác hay xài chất hóa học gì hết, bà Nguyện nói. Những tưởng con người chết đi là hết, nhưng đối với anh chồng của bà Nguyện thì lại trở thành một câu chuyện hy hữu mà đến nay chưa có cơ sở khoa học nào có thể lý giải tại sao một người đã mất cách đây 50 năm nhưng xác vẫn nguyên vẹn. Điều kỳ lạ này đã khiến không ít người tò mò ở khắp nơi tìm đến tận mục sở thị. Còn người thân hàng xóm chứng kiến tận mắt nhưng cũng chẳng ai dám tin đó là sự thật. Không biết thực hư câu chuyện này như thế nào, phóng viên đã tìm đến xứ Cù Lao để tìm hiểu. Tại đây,
Nơi yên nghỉ của người đã khuất là một chiếc quan tài có nắp bằng kính, được đặt riêng biệt trên gác ngay trong nhà bà Nguyện. Hàng ngày các thành viên trong gia đình sẽ thay phiên nhau lên thắp hương, lau chùi, cúng kiếng. Xuyên qua lớp kính cũ kỹ, có thể dễ dàng quan sát thấy lộ ra dưới tấm vải bọc bên ngoài không phải là bộ xương giống những xác chết chôn lâu năm, mà là một xác người nguyên vẹn, phần thịt đã khô cứng lại chứ không bị phân hủy. Kỳ lạ hơn, khi mất anh chồng của bà Nguyện cắt tóc ngắn, nhưng thực tế hiện nay xác chết này lại mọc tóc khá dài. Bà Trần Thị Hai, 60 tuổi, ngụ cùng địa phương cho hay, hồi mới nghe nói dân ở mấy chỗ người ta kéo tới coi đông dữ lắm. Tôi ở gần đây cũng hiếu kỳ đi xem, nếu như một cái xác bình thường để một thời gian là thối rữa rồi. Nếu tẩm ướp chất gì đó thì mới giữ được, còn đây để không vậy đó. Ban đầu cũng sợ, nhưng mấy chục năm nay thấy cũng không có gì. Vòng vòng xóm ai cũng quen. Cứ như thế, hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù để xác người chết trong nhà, nhưng gia đình bà Nguyện vẫn sống, sinh hoạt bình thường. Đối với người dân nơi đây, câu chuyện về cái xác đã không còn xa lạ và họ cũng không còn kinh hãi khi nhắc đến nữa. Riêng về nguyên nhân tại sao đã trải qua nửa thế kỷ để xác trong môi trường tự nhiên nhưng không hề phân hủy, đến nay vẫn là một dấu hỏi chưa có cơ sở khoa học nào giải đáp. 19 tháng 2 năm 2013, một bệnh nhân đã được các bác sĩ trả về cho gia đình để lo mai táng đã sống lại. Sự việc hy hữu này xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tối ngày 18 tháng 2, ông Nguyễn Văn Mừng, 49 tuổi, trú tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được bệnh viện chẩn đoán bị nhồi máu não, xẹp phổi, tâm phế mạn, bệnh tim không thể qua khỏi. Bác sĩ khuyên người nhà đem về lo an táng. Tuy nhiên đến chiều 19 tháng 2, cả nhà của ông Mừng vui mừng khôn xiết khi ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nói được, ăn uống bình thường. Anh Nguyễn Văn Hoàng, con trai của ông Mừng cho biết, đêm 17 tháng 2, anh Mừng uống lon nước tăng lực xong thì loạng choạng bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sĩ chẩn đoán, ông Mừng không sống sót qua khỏi tối 18 tháng 2 nên đã làm giấy ra viện để gia đình đưa ông Mừng về mai táng. Người nhà chuẩn bị quan tài dựng rạp, gọi con cháu từ nơi xa về để chờ giờ tốt thì rút ống truyền oxy. Điều lạ là khi vừa rút ống oxy, ba tôi cử động được tay. Sau đó, ông chỉ vào ống thở, rút ống thở ra, ông nôn đàm ra hết thì tỉnh lại. Anh Hoàng nói. Bệnh nhân Trần Thị Bé Năm, 23 tuổi, trú tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, được cho là bị ung thư giai đoạn cuối, bỗng dưng khỏe lại. Sự việc hy hữu này xảy ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2012. Năm 2008, các bác sĩ phát hiện cô mắc bệnh ung thư xương hiểm nghèo. Vào năm 2012, bệnh của cô càng trầm trọng, gia đình phải đưa đi điều trị ở bệnh viện Chợ Giấy. Bệnh quá nặng, ngày 7 tháng 9 năm 2012, gia đình đã đón bé Năm về nhà bằng băng ca, cơ thể lạnh toát, nằm mê man không biết gì. Tất cả mọi thứ chuẩn bị hậu sự từ chiếu, quần áo, nơi chôn cất đều được người nhà chuẩn bị xong. Họ hàng, chòm xóm cũng đến đông đủ. Tuy nhiên đến sáng ngày thứ ba thì bé Năm tỉnh dậy và đi đứng được trong sự ngỡ ngàng của người thân và hàng xóm. Bác sĩ Trương Thị Vúng, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết trường hợp hồi sinh của bệnh nhân Trần Thị Bé Năm là điều kỳ diệu của khoa học chưa giải thích được. Tuy nhiên cũng có thể là bệnh nhân bé Năm khỏe mạnh trở lại, có thể là do tác động tổng hợp của các biện pháp điều trị Đông Tây Y kết hợp. Vào năm 2006, cụ bà Lê Thị Chênh sống tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, gặp một trận ốm nặng. Cụ không ăn uống gì, vài ngày sau thì tim cụ ngừng đập. Cả nhà cụ bảo nhau đi lo hậu sự. Nhưng khi mọi việc đã xong xuôi, cụ Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang khóc lóc thảm thiết. Khi nhìn thấy cụ dậy, cả nhà sợ hãi và cho rằng đó là ma. Cụ Chênh hỏi, các con sợ cái chi? Thì mọi người xúm lại nắm tay cụ rồi mới hết sợ. Cũng từ đó cụ sống khỏe mạnh thêm 4 năm nữa mà không đau ốm bệnh tật gì. Lần thứ hai xảy ra khi cụ Chênh bước sang tuổi 97. Khi con cháu cụ đi làm đồng về, thấy cụ đang nằm trên giường, tưởng cụ mệt nên không ai dám làm phiền.
Đến bữa cô con dâu mang cháo lên thì thấy cụ đã tắt thở, chân tay lạnh ngắt, hai mắt nhắm và tim ngừng đập. Mọi người trong gia đình bèn chuẩn bị tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo tới giờ nhập quan thì không thấy cụ đâu cả. Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi tìm kiếm thi thể thì một đứa trẻ chỉ tay xuống gầm giường. Bà kia kìa. Mọi người vội vàng đưa cụ tranh ra thì thấy cụ bà mở mắt tỉnh bơ. Lần thứ ba xảy ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2012. Lúc này cụ đã 99 tuổi, đi lại khó khăn, sức khỏe đã giảm đi khá nhiều. Cụ không còn thường xuyên trò chuyện với con cháu nữa. Đêm nào cụ cũng thức trắng đêm, rồi đến một ngày, mọi người lại thấy cụ không còn thở. Chính tay chị Lắm, cô con dâu trưởng, đã bỏ muối gạo vào miệng cụ. Chỉ khi chị Lắm đang đi pha nước lau người lần cuối cho cụ, thì bất thình lình, chị nghe thấy một câu: "Mặn lắm, cho tao ly nước." Lúc này, chị cho rằng người mệt mỏi nên nghe nhầm. Khi nhìn xuống khuôn mặt cụ, thấy miệng cụ lẩm bẩm một lần nữa: "Mặn, cho tao nước." Thì chị Lắm mới chạy ra sân la toáng lên: bà sống lại rồi." Việc ba lần trở về từ cõi chết của cụ bà Lê Thị Chênh cũng khiến cho vị bác sĩ nhiều năm trong nghề phải ngạc nhiên. Câu chuyện của anh Trần Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, làm nghề thợ hồ, khiến nhiều người xôn xao. Mọi người kể rằng Nam đã chết và được khâm liệm. Nhưng hai ngày sau, bỗng dưng nắp quan tài bật ra và anh tỉnh dậy. Anh Nam kể lại, ngày 29 tháng 3 khi đang sơn cửa cho một ngôi nhà ở tầng 3 trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng. Ngày 4 tháng 4, khi nhận thấy khả năng sống của con gái quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đã đưa anh Nam về quê. Vào 23 giờ, anh về nhà trong tình trạng ý thức được những gì diễn ra xung quanh, nhưng sức khỏe tiếp tục xấu đi. Đến 10 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 4, anh Nam bỗng dưng ngồi bật dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân. Rồi bước xuống giường, đi đốt nhang trên tất cả các bàn thờ trong nhà. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Dí, 69 tuổi, tại ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2010. Theo lời kể của chị Vân, con gái của bà Dí, khoảng 6 giờ hôm đó, chị nhận được tin báo mẹ bị chết trôi sông, xác đã được vớt lên, đang chờ cơ quan pháp y đến khám nghiệm. Tính từ thời điểm bị dìm xuống nước từ lúc hơn 3 giờ sáng đến khi được đưa lên bờ để thực hiện chức năng khám nghiệm tử thi, bà Dí đã ngụp lặn trong nước hơn 5 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, từ đây bắt đầu xảy ra một chuỗi các sự kiện khiến nhiều người dân mỗi khi nhớ lại đều rùng mình. Bởi khi thanh niên đưa bà Dí lên khỏi mặt nước, dùng biện pháp hô hấp nhưng không phát hiện bà có triệu chứng sặc nước. Tức là, trong suốt thời gian bà bị dìm xuống nước, bà không thở, vẫn không uống một ngụm nước. Điều này cả công an xã đã xác nhận. Cứ nghĩ bà đã chết, người dân dùng sợi dây mây cuốn quanh đặt lên chiếc chiếu mới. Đột nhiên, đôi bàn tay của bà bắt đầu cựa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Sự đột ngột sống dậy của bà khiến cho trẻ con, thậm chí cả thanh niên thần hồn nát thần vía, bỏ chạy tán loạn vì kinh ngạc. Câu chuyện thoát chết hy hữu của cụ Dí, theo lý giải của các chuyên gia y tế thì có thể đó chỉ là hiện tượng chết lâm sàng. Khi cụ Dí bị đuối nước và được vớt lên do tác động của ngoại lực, trong điều kiện thuận lợi, các trạng thái chức năng của cơ thể được kích thích bất ngờ hoạt động trở lại. Đó là chuyện xảy ra với cụ bà Trần Thị Sương sống tại ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh cách đây 40 năm. Hôm đó cụ đi làm đồng về, thấy người hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 7 giờ tối, cụ thấy trong người khó chịu và cố gắng gọi người nhà nhưng không ai nghe thấy. Đến giờ ăn cơm, con cụ vào phòng thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát. Mọi người cho rằng cụ Sương đã chết và 11 tiếng sau, gia đình tiến hành làm lễ nhập quan cho cụ. Rạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài thì thấy mắt cụ hé mở và có tiếng thở nhẹ nhàng. Cụ Sương ngồi bật dậy và ngơ ngác nhìn con cháu. Thấy mọi người hoảng sợ thì cụ nói: "Tao có chết đâu,
mà tụi bay bỏ chạy. Rồi cụ bước ra khỏi quan tài và đến với con cháu. Sau khi sống lại, tâm tính của cụ Sương thay đổi hoàn toàn. Cụ có nhiều biểu hiện khác lạ đến mức bản thân cụ còn không nhận ra chính mình nữa. Căn bệnh viêm xoang phế quản đeo bám bỗng nhiên biến mất. Trí nhớ tốt hơn hẳn. Ngày trước, cụ viết chữ rất xấu, nhưng sau đó cụ lại trở nên viết rất đẹp. Theo lời cụ, mình được tái sinh là nhờ gặp một vị trơn linh dặn dò. Vận mệnh của bà chưa thể đoạn tuyệt được với cõi trần gian, cần phải trở về để làm nhiều việc nghĩa hiệp giúp người. Sau khi sống lại, những việc nhà cụ không còn mấy quan tâm, kể cả đồng ruộng cụ cũng phó mặc cho con cháu. Hàng ngày cụ đem gần hết thì giờ riêng tư lo cho các hoạt động từ thiện. Ông Nguyễn Văn Bé, 67 tuổi, ngụ tại tổ 19, khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ bị câm và mù hàng chục năm trời, không thể cứu chữa. Nhưng sau khi chết đi sống lại, bỗng nhiên hết mù, hết câm. Ở tuổi 67, nhưng ông Bé vẫn còn nhanh nhẹn. Tiếp chúng tôi vào dịp đầu năm 2018, ông say sưa kể những câu chuyện ly kỳ về cuộc đời mình. Nhà nghèo nên từ nhỏ, ông phải lặn lội theo cha làm thuê kiếm sống. Năm 26 tuổi, ông lấy vợ, sinh con và cuộc sống ngày càng chật vật. Năm 27 tuổi, biến cố bất ngờ ập đến. Trong lúc ông Bé đang cuốc đất thuê ngoài vườn thì thấy khó chịu trong người, chân đứng không vững, người run bần bật. Bước được vài bước, ông té xuống đất rồi hôn mê suốt 3 ngày. Khi tỉnh dậy, ông mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Bác sĩ đến thăm khám hỏi han nhưng tôi không thể phát âm thành tiếng được. Lúc đó tôi hốt hoảng nhận ra mình đã bị câm, ông Bé kể. Sau hơn một tuần lưu trú tại bệnh viện để theo dõi và điều trị nhưng không có kết quả, ông được chuyển lên tuyến trên. Tại một bệnh viện ở Cần Thơ, qua nhiều đợt điều trị nhưng bệnh tình của ông vẫn không tiến triển tốt. Sau khi đã bán một công đất để có tiền trang trải viện phí thuốc thang, ông đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Suốt 20 năm sống chung với bệnh câm, muốn trò chuyện với mọi người xung quanh, ông đều phải diễn đạt qua chữ viết. Từ đó nhiều người gọi ông là ông Bé Câm. Trầm ngâm một hồi, ông tiếp kể, tháng 9 năm 1995, khi bệnh câm chữa trị được thì biến cố khác ập đến. Đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn ở quán nước gần nhà, ông cảm thấy nhức vai và mệt nên đã đưa về nhà cạo gió, sức dầu. Một lát sau, ông thấy mệt nhiều hơn, mọi thứ xung quanh bỗng dưng mờ đục rồi tối sầm lại. Ông ngã xuống đất. Nghe tiếng động lớn, vợ ông chạy vào, thấy ông nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, liền đưa đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ cũng không thể tìm ra căn bệnh làm ông bị mù. Từ đó ông đành chấp nhận sống trong bóng tối. Cuộc sống khi đó khó khăn, nhờ bàn tay người vợ tảo tần, vừa lo kiếm tiền trang trải cuộc sống trong gia đình, vừa chăm sóc cho ông. Không còn ruộng vườn nên gia đình ông kiếm tiền bằng cách làm thúng bán tại chợ. Ba người con của ông cũng không dư giả gì nên cũng không có nhiều tiền gửi về thuốc thang điều trị bệnh cho ông. Khoảng 8-9 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2001 âm lịch, ông Bé thấy trong người mệt mỏi nên nằm nghỉ trên bộ ván. Bất ngờ ông té sấp xuống đất, vợ ông chạy vào thấy, liền đỡ ông lên và hô hoán bà con hàng xóm đến giúp đỡ. Ông Lê Văn Tằng, ngụ cùng địa phương cho biết, tôi và ông Trường sát vách nhà tức tốc chạy sang, sau đó nhiều người trong xóm cũng nhanh chóng đến giúp đỡ. Suốt 30 phút sơ cứu và theo dõi, tôi thấy ông Bé nằm bất động dưới đất, ngưng thở. Tưởng ông đã chết, tôi và các thành viên trong gia đình chuẩn bị dọn dẹp nhà để lo hậu sự, thì đột nhiên ông Bé bắt đầu thở thoi thóp và dần hồi tỉnh, khiến mọi người có mặt lúc đó vô cùng kinh hãi. Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy được mọi người đứng vây kín xung quanh mình. Ông Sáu Tằng liền đặt câu hỏi, có biết mẹ và vợ mày đứng đâu không? Tôi liền chỉ về phía vợ và mẹ đang đứng và lời nói cũng bật ra một cách lạ kỳ. Nhiều người chứng kiến vô cùng bất ngờ và tỏ ra hoang mang. Ông Bé kể, từ lúc trở về từ cõi chết, ông Bé phát tâm làm việc thiện. Ông tham gia hỗ trợ bốc thuốc tại phòng thuốc đông y của cô Tư Bé ở huyện Châu Thành, An Giang. Trong khoảng thời gian hơn một năm, sau đó ông xin tham gia phòng thuốc đông y tại cây xăng Điện Hiền, xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt trong 4 năm. Để nâng cao chuyên môn, ông tham gia các lớp tập huấn của Hội Đông y thành phố Cần Thơ và đăng ký học lớp trung cấp y học cổ truyền tại thành phố Cần Thơ. Sau hơn 2 năm, ông hoàn thành khóa học, nhận được bằng cấp, ông trực tiếp đứng bốc thuốc cứu người tại Hội Đông y từ thiện ở địa phương.
Ngoài việc bốc thuốc, ông bé còn tham gia xây cất nhà, làm đường, xây cầu từ thiện tại địa phương. Mỗi tháng tôi đều dành chọn một ngày để đi tìm nguồn thuốc nam phục vụ bà con. Hội từ thiện hiện có 6 thành viên gom góp tiền mướn mảnh đất 5 công với giá 5 triệu đồng một năm để trồng sen trắng. Sen trắng sau khi nấu thành nước được tôi đem về phân phát cho bà con uống, có thể chữa bệnh hở van tim và bệnh thiếu máu não, ông bé nói. Ông Nguyễn Trọng Ngọc, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc cho biết, ông bé từng bị câm và thật sự có chuyện chết đi sống lại. Ông bé cũng tích cực đóng góp công sức trong việc xây cầu, cất nhà, làm đường và tham gia hội đông y của phường. Thưa quý vị, có lẽ phải những ai ở trong hoàn cảnh của anh Khuôn mới có thể thấu hiểu được hoàn cảnh đấy. Người mà đêm đêm cứ phải chui vào áo quan nằm ngủ, nếm thử cái cảm giác ranh giới mong manh giữa cõi thực và cõi mơ, giữa sinh và tử. Tuy nhiên cũng đừng quá là mê tín dị đoan mà dẫn đến những hành vi quá khích hoặc là bị kẻ xấu lợi dụng để truyền bá những tư tưởng không đúng. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!